thay đổi lên ca bài đáp để Cần Thơ thế này. Cũng thưa quý vị, có mặt cho buổi họp tổng kết hôm nay, nhất là những anh em ở bên Cần Thơ qua bên này để tham dự, đó là niềm vui và niềm quý báu nhất cho hội thơ của Giảng Sơn Cát. Vậy tôi xin đọc hai bài thơ. Một bài là ghẹo hay thì tôi không biết, nhưng mà trước hết tôi đọc bài Giáng Xuân. Đường gió nhẹ sợi chiều vương trên tóc, trời xuân tươi nghiêng động gót thời gian. Hoa dệt lối bướm vàng bay áo mộng, xuân bay bay trên cỏ nổi mây ngàn. Trời diễm tuyệt qua vàng vung sắc thắm, mộng lòng say nghe thấm thiết tuổi xuân nồng. Ta nhấp cạn rượu nồng hừng môi ấm, kẻo xuân tàn hương sắc mộng vờn ban. Nhiều bởi nắng khói lam mờ gió quyển, xa bên trời cò gỗ cánh tìm về, đàn bướm trắng tan trường mơ bến hẹn. Xuân bên thềm vàng ánh ngọt ngào sang. Dạ đây là một bài thơ nữa. Bài này trăng liềm, thì tôi không biết là trăng non hay nó liềm, hay là trăng già nó liềm, nói hai cái đó không phân biệt. Xin mời các thi sĩ là phân biệt giùm cho tôi. Trăng tròn mới đó đã liềm vơi, thạc tỏa bóng nhạt nhòa xuống khoảng khơi. Lấn lướt mây thưa vương mấy sợi, rụt rè bắt đầu tỏa cầm hơi. Thương hằng lá úa rơi xào xạc, tiết nguyệt gió vờn chọc ghẹo chơi. Tức tuổi nhuộm vàng sân tĩnh mịch, mảnh mai thân khuyết mỏng mòn rồi. Dạ xin hết rồi.